Máy khá nhẹ và mang lại sự thoải mái trong thao tác ngay cả khi sử dụng một tay. Phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn là phím vật lý duy nhất của máy, được bố trí ở cạnh phải, gây bất tiện nếu dùng máy theo chiều dọc. Nhưng nếu quay máy lại và sử dụng theo chiều ngang, thì các thao tác cực kỳ thuận tiện. Mặc dù vậy, với tính năng knock on, chạm hai lần để bật tắt màn hình, thì khi đã quen, bạn gần như không cần đến các phím vật lý trên máy nữa. Máy được trang bị công nghệ màn hình IPS với độ phân giải HD đạt 216 ppi. Đây không phải là một thông số quá ấn tượng. Trên thực tế, màn hình trình diễn hình ảnh với độ nét chưa thực sự cao và ở mức chấp nhận được. Màu sắc là điểm cộng của màn hình. Với khả năng tái tạo màu sắc chân thực, độ sáng chưa cao khiến việc sử dụng màn hình ngoài trời còn gặp đôi chút khó khăn. Công nghệ màn hình IPS mang lại góc nhìn không hạn chế, giúp nâng cao trải nghiệm giải trí cho người dùng. Đây là điểm khác biệt so với hầu hết các máy tính bảng cũng như điện thoại giá rẻ khác trên thị trường hiện nay. Với chip Snapdragon 400, chạy 4 nhân Cortex A7, xung nhịp 1.2 GHz cho phép máy hoạt động mượt mà trong hầu hết các tác vụ. Qua bài test AnTuTu, trên chip này thì thường đạt khoảng từ 16 đến 18.000 và cao hơn hẳn là con số 13.800 điểm trên chiếc Galaxy Tab 4 7.0. Tuy nhiên thì vẫn thua kém số điểm của Asus MemoPad 8, khoảng 32.000 điểm do máy được trang bị chip Intel 64-bit mạnh mẽ. Trong bài test dựng hình 3D Max, máy lần lượt cho số điểm là 4.587, cao hơn hẳn Samsung Tab 4, chỉ dừng lại ở 2.679 điểm. Chip Snapdragon 400 không được thiết kế để tối ưu hóa việc chơi game, nhưng không phải vì vậy mà G-Pad bó tay trước các game nặng. Các game có đồ họa đẹp như Asphalt 8 hay Injustice gần như hoạt động trơn tru trên thiết bị với mức thiết lập hình ảnh khá. Quá trình thực nghiệm, xem phim và chơi game, máy cũng chỉ hơi ấm lên mà không quá nóng. Trong các game Asphalt 8, các trận đua được thể hiện mượt mà, cảnh vật cũng như các màn đua có màu sắc thể hiện rất chân thực. Các màn tông, hút được thể hiện rất chi tiết, hiệu ứng vật lý tốt, dựng hình chi tiết của các mẫu xe vẫn còn răng cưa. Khi thiết lập hình ảnh ở mức cao thì game hơi giật. Một game ở thể loại đối kháng là Injustice dùng engine Unreal 4. Game cũng thực hiện các tuyệt chiêu, đồ họa cực đẹp, mượt mà, một vài cảnh khựng lại khi ra tuyệt chiêu cuối. Các tuyệt chiêu cuối mình có thể thao tác rất là nhanh, gọn gàng và mức đam lên 200%. Một điều mà mình khó có thể làm được trên màn hình của chiếc Xiaomi Mi Pad. Có thể thấy màn hình của máy có độ nhạy khá cao. Đa số các game cơ bản và vui nhộn như Temple Run, Ghost of Light, v.v. không thể làm khó được máy. Tuy nhiên với mức RAM chỉ 1GB là điểm yếu duy nhất trong cấu hình của máy, máy sẽ trở nên ì ạch khi bạn mở nhiều ứng dụng hoặc lướt web với nhiều tab. Với bộ nhớ trong 8GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, cùng với một cấu hình tầm trung tiêu chuẩn, G-Pad 7.0 có thể đảm đương hầu hết các ứng dụng từ văn phòng đến giải trí cơ bản. LG đã ưu ái nâng cấp hệ điều hành Android 4.4.2 mới nhất trên chiếc G-Pad này, giúp thiết bị chạy mượt mà và tiết kiệm pin hơn. Bên cạnh hệ điều hành thì các tiện ích đi kèm theo máy cũng hỗ trợ tối đa cho việc sử dụng của người dùng. Giao diện phẳng được thừa hưởng từ các thế hệ G3 cao cấp, ít tùy biến và mượt mà, đặc biệt là cho phép tùy chỉnh nhiều thiết lập chuyển trang và mở khóa cực đẹp. Để tận dụng phần diện tích lớn của màn hình trên máy tính bảng, LG đã trang bị cho G-Pad hai tính năng rất độc đáo, đó chính là WeSlide, cho phép các ứng dụng cơ bản như trình duyệt, máy tính hay lịch biểu chạy dưới dạng cửa sổ đa nhiệm trên nền một ứng dụng đang hoạt động. Tính năng cửa sổ kép chia màn hình làm hai để cùng làm việc. Bạn có thể mở hai ứng dụng khác nhau trên hai phần khác nhau của màn hình và kéo thả nội dung tương tác qua lại. Tuy nhiên, các ứng dụng hỗ trợ hai tính năng này còn khá ít ỏi và chỉ là các tiện ích có sẵn từ nhà sản xuất. Nhìn chung về mặt tính năng thì có thể thấy hai tính năng này không khác là mấy so với tính năng Multi Windows đến từ sản phẩm Tab 4 của người đồng hương Samsung. Một tính năng khác là Quick Remote. Chiếc máy tính bảng G-Pad của chúng ta được trang bị mắt hồng ngoại giống với các sản phẩm cao cấp. Vì vậy mà khi kết hợp với tính năng này, máy có thể thay thế hầu hết các loại remote của các loại thiết bị kỹ thuật số gia đình và giúp chúng ta điều khiển các loại TV, đầu đĩa vô cùng thuận tiện. Ngoài ra còn có tính năng đồng bộ giữa điện thoại và máy tính bảng WePair đã được Exynos giới thiệu. Tính năng Knock On giúp mở tắt màn hình bằng việc thao tác chạm. Điều này cũng giúp cho phiên bản G-Pad của chúng ta có thể linh hoạt hơn và hạn chế sử dụng các nút vật lý. Do là máy tính bảng nằm ở phân khúc giá rẻ nên không thể đòi hỏi quá cao cho camera của máy. Máy được trang bị camera chính 3.15 megapixel và không hỗ trợ đèn flash. Cũng thiếu hẳn các tùy chỉnh chụp ảnh thông minh như các sản phẩm đến từ Asus hay Samsung. Ảnh trong điều kiện đủ sáng vẫn không thật sự chi tiết, màu sắc hơi nhợt nhạt.
Trong điều kiện thiếu sáng, ảnh cho ra rất hạt và thiếu chi tiết. Camera trước 1.3 megapixel cũng đi theo vết xe đổ của camera chính khi cho ra hình ảnh rất kém chất lượng. Giá như G-Pad chỉ cần dồn sức cho một camera trước thật sự chất lượng thì sẽ tốt hơn. Vì thực hiện video call và selfie là hai tính năng mà người dùng thường hay sử dụng nhất trên tablet. Ở điều kiện tiêu chuẩn với pin sạc đầy và màn hình ở mức 50%, máy cho ra thời lượng pin rất ấn tượng, xem phim liên tục đến 17 giờ và gần 12 giờ lướt web. Dùng G-Pad chơi các game nặng về đồ họa liên tục trong 30 phút, máy chỉ tiêu tốn khoảng 13% pin. Những con số ấn tượng kể trên là do G-Pad được trang bị một viên pin khá to, lên đến 4000mAh. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến sự trợ lực từ bộ ba chip Snapdragon 400, màn hình IPS HD chất lượng cao và hệ điều hành Android 4.4 KitKat. Tổng kết lại, chúng ta có thể thấy các điểm nổi bật từ chiếc G-Pad 7 bao gồm thiết kế đơn giản, gọn gàng, kích thước rất vừa tay, viền màn hình vừa phải nên bạn có thể dễ dàng thao tác bằng một tay, cấu hình tốt trong tầm giá và màn hình IPS có chất lượng tốt. Tuy nhiên, máy vẫn gặp một số hạn chế như là phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi mà không có 3G, camera chất lượng khá kém, bộ nhớ trong chưa thực sự dư dả và mặt sau còn bám nhiều mồ hôi cũng như trầy xước. Trong tầm giá dưới 4 triệu, LG G-Pad 7 là một máy tính bảng có thể đáp ứng tốt hầu như tất cả các công việc từ học tập, giải trí cơ bản nhất hiện nay, với Wi-Fi được phủ sóng ở hầu hết các môi trường học đường, quán cà phê và văn phòng công sở, thì máy không tích hợp 3G không phải là một vấn đề quá lớn. Trong phân khúc này, nổi lên hai đối thủ lớn là Asus MemoPad 8 và Samsung Tab 4 7 inch. Essential sẽ mang đến các bạn các video so sánh giữa các mẫu máy này trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.